cuộc đua cực kỳ gay cấn trên YouTube giữa MrBeast với Ronaldo. Trong cuộc đua vị trí đứng đầu YouTube không thể không nhắc đến MrBeast, người được xem là đối thủ số 1 của Ronaldo trên nền tảng này. Nếu bạn nghĩ YouTube chỉ có những video giải trí đơn giản, thì nhân vật này sẽ khiến bạn thay đổi hoàn toàn cách nhìn về sáng tạo nội dung. Từ những thử thách điên rồ đến những dự án từ thiện hàng triệu đô, MrBeast không chỉ là một YouTuber bình thường mà còn là một hiện tượng toàn cầu. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hành trình trở thành ngôi sao số 1 YouTube của anh ấy và vì sao anh có thể là đối thủ đáng gờm nhất của Ronaldo. Có lẽ chúng ta đều biết Cristiano Ronaldo là một trong những ngôi sao bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng gần đây, anh ấy còn gây bão khi chính thức bước vào thế giới YouTube. Nghe có vẻ bất ngờ, nhưng chỉ trong vòng 90 phút đầu tiên kể từ khi ra mắt, kênh YouTube của Ronaldo với tên gọi là UR Ronaldo đã chạm mốc 1 triệu người đăng ký. Điều này giúp anh thiết lập kỷ lục là kênh đạt 1 triệu lượt theo dõi nhanh nhất. Và tốc độ phát triển không dừng lại ở đó. Sau 4 giờ, kênh đã đạt 5 triệu lượt đăng ký và chỉ sau 11 giờ, con số này đã nhảy vọt lên 10 triệu. Rồi khi bạn đang xem video này, con số đó đã đạt hơn 40 triệu. Một kỷ lục khác nữa, Ronaldo nhận được nút kim cương nhanh hơn bất kỳ ai trước đây. Nhiều người thậm chí còn đùa rằng với sức hút khủng khiếp của mình, có lẽ Google sẽ phải cân nhắc về việc giữ kênh này, vì không biết họ có đủ tiền để trả cho Ronaldo hay không. Thế nhưng, cuộc hành trình này không chỉ đơn giản là về số lượng người theo dõi. Sự bùng nổ của kênh YouTube Ronaldo cho thấy sức ảnh hưởng vượt trội của anh ấy không chỉ trên sân cỏ mà còn trên mạng xã hội. Với lượng fan hùng hậu và những nội dung thú vị, Ronaldo đang làm thay đổi cuộc đua trên YouTube, khiến cả những cái tên lớn như MrBeast phải dè chừng. Nhắc đến YouTube, chúng ta không thể không nhắc tới cái tên MrBeast, người được mệnh danh là ông vua nội dung của nền tảng này. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành YouTuber số 1 thế giới với hàng trăm triệu người theo dõi, hành trình của MrBeast lại bắt đầu từ một thiếu niên mê game trong phòng ngủ nhỏ bé. MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, bắt đầu làm video từ năm 2012 khi mới chỉ 13 tuổi. Những nội dung ban đầu của anh chủ yếu xoay quanh các trò chơi điện tử và thử thách ngẫu nhiên. Tuy nhiên, thành công không đến dễ dàng. Suốt nhiều năm, Jimmy chỉ nhận được vài chục đến vài trăm lượt xem cho mỗi video. Nhưng thay vì nản lòng, anh bắt đầu tìm tòi và học hỏi tất cả mọi thứ về thuật toán của YouTube với mong muốn hiểu rõ cách nền tảng này hoạt động. Bước ngoặt lớn xảy ra vào năm 2017 khi MrBeast thực hiện video đếm số từ 1 đến 100.000 liên tục trong 40 giờ. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng video đó nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng và thu hút hàng triệu lượt xem. Từ đó, MrBeast quyết định tập trung vào những ý tưởng nội dung độc đáo và có quy mô lớn. Và bạn có thể thấy, mỗi video của MrBeast giờ đây đều là những màn thách thức kịch tính, những cuộc thi có giải thưởng khổng lồ hay thậm chí là những dự án từ thiện mang tầm quốc tế. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là cách MrBeast luôn biết tạo ra những trải nghiệm mới mẻ và đầy bất ngờ cho khán giả. Với tư duy sáng tạo không giới hạn, anh đã không ngừng phá vỡ những kỷ lục của chính mình và thậm chí đang đe dọa vị trí dẫn đầu trên toàn cầu của những ngôi sao đình đám khác, trong đó có cả Ronaldo. Vậy điều gì đã giúp MrBeast từ một thiếu niên vô danh trở thành người thống trị YouTube với hàng tỷ lượt xem và doanh thu khủng? Với MrBeast, mỗi video không chỉ đơn thuần là nội dung giải trí, mà còn là những trải nghiệm độc đáo, điên rồ và cực kỳ tốn kém. Một trong những dự án đáng chú ý nhất của anh phải kể đến chuỗi video, những cuộc thi mà người tham gia phải vượt qua những thử thách căng thẳng, có khi kéo dài hàng chục giờ, để giành được những phần thưởng có giá trị lên đến hàng triệu đô la. Những video này không chỉ tạo ra những khoảnh khắc gay cấn, mà còn thu hút hàng trăm triệu lượt xem, đưa tên tuổi MrBeast lên tầm cao mới. Nhưng điều làm MrBeast trở thành hiện tượng toàn cầu không chỉ là việc chi tiêu khổng lồ cho nội dung, mà còn là các dự án từ thiện mà anh khởi xướng. Điển hình là chiến dịch Team Cheese vào năm 2019, nơi anh cùng hàng nghìn người đóng góp đã gây quỹ trồng hơn 20 triệu cây xanh. Sau đó, vào năm 2021, MrBeast tiếp tục ra mắt chiến dịch Team Cheese với mục tiêu thu gom hàng triệu bao rác thải từ đại dương. Những dự án này không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng của MrBeast vượt ra ngoài phạm vi giải trí, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ và thay đổi tích cực trên quy mô toàn cầu. Ngoài ra, MrBeast còn phát triển hệ sinh thái của riêng mình với chuỗi cửa hàng burger mang tên MrBeast Burger, một mô hình kinh doanh nhanh chóng phủ sóng trên toàn nước Mỹ. Đây không chỉ là bước đi chiến lược giúp anh đa dạng hóa nguồn thu, mà còn minh chứng cho khả năng tạo nên thương hiệu mạnh mẽ từ nền tảng kỹ thuật số. Rõ ràng,
từ việc tạo ra các video thử thách đầy kịch tính cho đến các hoạt động thiện nguyện mang tầm cỡ quốc tế, MrBeast đã không chỉ xây dựng được hình ảnh một YouTuber hàng đầu, mà còn là một biểu tượng của thế hệ sáng tạo nội dung. Đó chính là lý do tại sao anh có thể đứng ngang hàng với những tên tuổi lớn như Ronaldo trên YouTube. Vậy, khi đặt lên bàn cân so sánh giữa MrBeast và Ronaldo, hai ngôi sao hàng đầu của hai lĩnh vực khác nhau, ai mới thực sự chiếm ưu thế trên nền tảng video lớn nhất thế giới này? Cuộc đua trên YouTube chưa bao giờ khốc liệt hơn lúc này. Với sự nổi lên của những cái tên như Ronaldo và MrBeast, nền tảng này đang chứng kiến một cuộc chiến không khoan nhượng về nội dung, lượt xem và số người đăng ký. Nhưng thành công trên YouTube không chỉ là về những con số. Đằng sau đó là những thách thức không nhỏ mà cả Ronaldo lẫn MrBeast phải đối mặt để duy trì vị thế hàng đầu của mình. Đối với MrBeast, việc tiếp tục sáng tạo nội dung mới lạ, gây tiếng vang không hề đơn giản. Mỗi video của anh ngày càng đòi hỏi nhiều ý tưởng độc đáo, nguồn lực khổng lồ và sự cam kết tuyệt đối. Áp lực từ việc phải liên tục nâng cấp chất lượng để giữ vững đà tăng trưởng là điều mà bất kỳ người sáng tạo nào cũng phải lo lắng. Tuy nhiên, chính sự kiên định với tầm nhìn dài hạn và khả năng kết nối với người hâm mộ đã giúp MrBeast vượt qua nhiều thử thách và khẳng định vị trí số 1 của mình. Còn về phía Ronaldo, dù anh xuất thân từ một lĩnh vực hoàn toàn khác, nhưng việc bước chân vào thế giới YouTube cũng mang đến cho anh không ít cơ hội và thách thức mới. Là một cầu thủ siêu sao, Ronaldo sở hữu lượng fan khổng lồ trên toàn cầu, nhưng điều này cũng đi kèm với kỳ vọng cao về nội dung mà anh cung cấp. Để duy trì sự hấp dẫn và thu hút, Ronaldo cần không ngừng đổi mới, mang đến nhiều giá trị hơn ngoài sân cỏ. Vậy, tương lai của cuộc đua này sẽ ra sao? Liệu MrBeast có tiếp tục duy trì ngôi vương với chiến lược sáng tạo không giới hạn? Hay Ronaldo sẽ tận dụng sức ảnh hưởng từ thương hiệu cá nhân để mở rộng tầm phủ sóng trên YouTube? Một điều chắc chắn, trong thế giới sáng tạo nội dung số, không có gì là mãi mãi. Người chiến thắng sẽ là người biết biến thách thức thành cơ hội và không ngừng tiến lên. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa những gã khổng lồ này trên YouTube. Và dù kết quả ra sao, người được hưởng lợi cuối cùng chính là khán giả với những nội dung ngày càng đa dạng, hấp dẫn và sáng tạo hơn bao giờ hết. Cuộc đối đầu giữa MrBeast và Ronaldo trên YouTube không chỉ là cuộc đua về số lượng người đăng ký hay lượt xem mà còn thể hiện sự đa dạng và sức mạnh của nội dung số. Mỗi người đều có những chiến lược riêng, tạo nên dấu ấn độc đáo và xây dựng một cộng đồng fan hùng hậu. Tương lai của cuộc đua này sẽ còn nhiều bất ngờ, và chính khán giả như bạn sẽ là người quyết định ai sẽ là người dẫn đầu. Vậy, bạn nghĩ sao về cuộc đua này? Liệu MrBeast với sự sáng tạo không ngừng nghỉ có giữ vững ngôi vương? Hay Ronaldo sẽ bứt phá với tầm ảnh hưởng toàn cầu? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên nhấn nút like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở video kế tiếp.